Lý Hùng, 51 tuổi vẫn trai tân và luôn gây tò mò bởi chuyện bao giờ lấy vợ. Diễn viên Lý Hùng đã 51 tuổi nhưng vẫn khiến khán giả thắc thỏm bởi chuyện bao giờ lấy vợ. Trong mùa dịch, Lý Hùng dành toàn thời gian ở nhà cùng gia đình quay quần. Nam diễn viên gác lại mọi lịch hẹn và cùng các anh em chăm sóc bố nghệ sĩ nhân dân Lý Huỳnh mắc bệnh tiểu đường nặng hơn 40 năm qua. Dịch bệnh gây bế tắc chung cho xã hội, nhưng nhìn nhận mặt tích cực khác cũng là thời gian mình được sống chậm lại để gần gũi người thân anh chia sẻ với Việt Nam Net. Lý Hùng bảo anh ít nhiều phải tiết kiệm trong sinh hoạt do hủy loạt xu. Tuy nhiên, nam diễn viên hoàn toàn không áp lực kinh tế, bởi đã qua, rồi thời phải lăn lộn kiếm tiền như thời còn trẻ. Khi dịch bệnh bùng phát đợt một, anh cùng bố và gia đình đã trao tặng máy thở trị giá 500 triệu đồng cho Bệnh viện Chợ Rẫy, thành phố Hồ Chí Minh. Trong thời gian trước dịch, Lý Hùng nhận được lời mời tham gia một số dự án điện ảnh, nhưng anh đều từ chối. Nam diễn viên cho biết có hai điều khiến anh băn khoăn. Một là chất lượng kịch bản không đủ thuyết phục và điều quan trọng nam diễn viên sợ việc quay phim sẽ đi xa nhiều ngày, không thể kề cận chăm sóc bố. Ai cũng biết tôi đã trải qua quãng thời gian lăn lộn rất nhiều năm trong nghề để có được như hiện tại, do đó tôi càng có lý do khắc khe với chính mình trong nghệ thuật. Với mỗi dự án, tôi luôn mong mỏi tìm sự hứng thú để có thể thỏa sức sáng tạo. Anh nói Lý Hùng cũng ấp ủ dự định chuyển sang sản xuất phim đúng như truyền thống của gia đình mình từ nhiều năm qua. Thời Hoàng Kim lý hùng là tên tuổi hàng đầu của dòng phim thị trường nam diễn viên vì thế cũng được dịp đóng cặp những mỹ nhân nổi tiếng mang ảnh một thời như thu hà diễm hương việt trinh y phụng lý thu thảo lý hùng hồi tưởng bạn bè khi ấy thường hay trêu anh sướng nhất vì gặp cô nào trẻ đẹp cũng ôm hết trải qua nhiều năm tháng mỗi diễn viên có những ngã rẽ khác nhau lý hùng thừa nhận ngoại trừ việt trinh anh và những bạn diễn gần như không còn gặp lại trong đó diễn viên diễm hương người tình mang ảnh nổi tiếng một thời của anh cũng trên dưới 10 năm cả hai không có dịp hồi hội, mất liên lạc. Cuộc sống một người đàn ông độc thân ở tuổi 51 như anh có gì thú vị. Lý Hùng đáp quãng thời gian hiện tại là màu sắc tươi sáng với anh. Mỗi ngày, nam diễn viên tự tìm niềm vui cho chính mình bên gia đình, công việc và các hoạt động thể thao ngoại khóa. Bận rộn với nguồn quay của chính mình, Lý Hùng bảo không có thời gian để buồn hay suy nghĩ tiêu cực. Sau một ngày làm việc, anh tự thưởng cho mình những niềm vui giản dị như ăn bữa cơm, trò chuyện cùng gia đình cuối tuần lái xe đưa bố mẹ dạo chơi. Bước vào tuổi trung niên Lý Hùng, được nhận xét, vẫn giữ được vẻ điển trai và phong độ với nghề. Ngoài chế độ ăn kiêng, sinh hoạt đều độ, nam diễn viên dành 4, 5 ngày trong tuần, để rèn luyện thân thể như chạy bộ, tập gym, bơi lội và luyện võ. Thói quen này được anh duy trì điều đặn suốt mấy chục năm qua, tài tử điện ảnh một thời quan điểm với nghệ thuật. Nếu cảm thấy không đủ sức anh sẽ giải nghệ, còn không phải giữ cho mình dáng vẻ tươi trẻ, độ dẻo dai khi làm nghề điển trai, đào hoa và có sự nghiệp danh tiếng. Lý Hùng từng trải qua không ít mối tình sau màn ảnh thời trẻ, tuy nhiên đến hiện tại nam diễn viên vẫn độc thân vì chưa tìm được người bạn đời phù hợp. Mặt khác vì lựa chọn của mình, diễn viên sinh năm 1969 cũng gặp phải nhiều lời đồn thổi giới tính có vấn đề. Trước những thông tin này, nam diễn viên cười bảo anh không quan tâm, đồng thời khẳng định bản thân chuẩn mang 100%. Lý Hùng quan niệm con người ai cũng mong mỏi một tổ ấm của riêng mình. Có vợ con đều huệ bản thân anh cũng không ngoại lệ. Anh từng yêu, từng đổ vỡ và đến giờ vẫn độc thân. Đi qua những cuộc tình, nam diễn viên quan niệm tất cả đều không nằm ngoài duyên số. Và mỗi người hoàn cảnh khác nhau, nên phải học cách chấp nhận. Tôi là người sống vì gia đình, làm bất cứ điều gì cũng luôn nghĩ về ba mẹ, anh em của mình. Người ta có thể hạnh phúc vì có được một tổ ấm nhỏ. Tôi tìm niềm vui bên bữa cơm gia đình. Từng này tuổi, tôi trân trọng giá trị gia đình khi còn đủ bố mẹ. Gia đình hòa thuận, hạnh phúc. Tóm lại mỗi người sẽ có một định nghĩa riêng về giá trị hạnh phúc cho riêng mình. Và lại tôi không thích phô trương chuyện tình cảm. Tôi không chia sẻ vì tôi thì không sao. Nhưng người thiệt thòi nhất là người con gái bên cạnh mình. Tôi không muốn ảnh hưởng đến cuộc sống của họ sau này. Nếu chuyện tình cảm không thành, anh nói. Lý Hùng cho biết trong chuyện tình cảm hiện tại, anh sẽ không vội vàng. Luôn dành thời gian tìm hiểu kỹ đối tượng, chuyện tuổi tác, hai môn đăng hộ đối với tôi không quan trọng. Tôi mong một người có thể cùng mình chia sẻ đam mê công việc những vui buồn cuộc sống và quan trọng là biết cách vun vén gia đình quyết lý hùng tiết lộ về người tình màn ảnh đầu tiên của mình